Pháo sáng sờ tốt, dứt điểm từ xa. Tình huống dành cho Hoài Đa Đô. Cầu thủ mang chéo số 12 đã có một pha dứt điểm. Đó là tình huống dứt điểm khá nguy hiểm bằng chân phải, chân trái. Bóng mặc dù đã có thể được kiểm soát, chạm vào tay của Duy Minh Báu. Tuy nhiên chưa đủ để có thể giúp cho Minh Báu tránh khỏi hòa thua. Và các thủ Lucky đã bị đối phương mời số. Hoàng Đa Đô đã có pha bóng đáng chú ý. Ở vị trí vừa rồi thì các trợ lý đứng rất gần nhưng không có động thái báo lỗi nào. Đây là pha bóng 2 đấu 2 dành cho cao thủ của nhà sáu Minh Hiếu. Và đưa bóng vào và lưới của cao thủ nhà sáu Minh Hiếu, được tỷ số lên là 2-0. Người băng vào và trả bóng ở tuyến trong đó là lão tướng tiền đạo số 16 Văn Trắng. Tuy nhiên thì phần khó nhất đã được cầu thủ trẻ ở hàng lăng cánh phải của nhà sống Minh Hiếu thực hiện. Pha bóng tốc độ. Pha căng ngang vừa rồi thì lão tướng Văn Trắng chỉ cần một động tác chạm bóng là đã pha bóng của số 14 phát nhỏ. Pha đảo chân rất dẻo. Đá mi. Bóng đi lên trời. Nhiệm vụ ở tuyến trong của lão tướng Văn Trắng và Đạt Bi là đơn giản khi mà bóng đến được đôi chân của phát nhỏ hành lang cánh phải. Với cách đá như thế này thì sức ép trong hệ thống phòng ngự là rất lớn cho các thủ Loki. Một cú đá phạt thẳng dành cho các thủ của nhà sáu Minh Hiếu, tỷ số là 3-0. Cú đá như gặp thẳng vào lưới của Thuận Minh Báo. Hoàng Đa Đô là người đã ghi bàn cho quả đá phạt vừa rồi. Tỷ số được đặt lên là 3-0 và đó là cú đúp dành cho cầu thủ mang chéo số 12. Sở sở của Thanh Lũy Hoa Bắc. Nguyễn Bá Diêu ập vào ngay từ phía sau và trọng tài sẽ định có đá phạt cho các thủ của Lucky. Vấn đề là trong hay ngoài vòng cấm mà thôi. Không phải như đây là một vị trí đá phạt ngoài vòng cấm của các thủ Lucky. Hay Nguyễn Bá Diêu thì còn có thêm vài cầu thủ khác ở trước cung thành. Cú sửa bóng ra ngoài. Thật tiếc cho Nguyễn Bá Diêu pha đá phạt vừa rồi. Có vẻ như anh đã phối hợp nhưng các đội lại không hiểu ý Nguyễn Bá Diêu. Số 3 sẽ là ba cầu thủ đá vai trò phòng ngự cho Lucky. Đội Lucky đang buộc phải đá ba phòng ngự để ưu tiên cho hàng tiền vệ và tấn công. Cuối cùng có pha là bàn dành cho các thủ Lucky để rút ngắn khoảng cách gần 1-3. Một pha treo bóng quá khó về phía cung thành của Long Tô. Người ghi bàn đó là cầu thủ chạy cánh trái, cầu thủ mặt treo số 11 Duy Tính. Một bàn thắng rất đẹp của Duy Tính. Anh đã rót bóng thẳng vào góc xa khung thành của Long Tô. Vẫn còn tuyến 2. Áp sát gậy vẫn còn. Đá bi. Giờ là làm nên chuyện dành cho cầu thủ mang chéo số 4 sau rất nhiều những cơ hội bỏ lỡ. Đội cầu thủ mang chéo số 7 của nhà sông Minh Hiếu. Bàn thắng thứ 4 của các thủ áo đỏ. Và pha lập công đầu tiên của Dabi.
Chúng ta đang theo dõi lại pha làm bàn của cầu thủ Martial số 7 gần sông Minh Hiếu. Và sau khi có bàn thắng thì là pha trao bóng cho đối phương rồi. Hóa Bắc phát vui vẻ, Tân thành công. Pha bóng của Tân thành công, chuyền cầu đây, đánh đầu. Tỷ số rút ngắn còn 2-4 dành cho hàng cao thủ của Lucky. Pha bóng treo tốt của Tân thành công và điểm rơi lý tưởng dành cho Nguyễn Basio. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đầu tiên. Tỷ số là 2-4 đã được rút ngắn cho các thủ Lucky. Quý vị khán giả đặc biệt, chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại hiệp đấu thứ hai. Tuấn Kiều, Hòa Bắc, Hoàng Gia, không vào, bóng mở ra vẫn còn dành cho các thủ Lucky. Và sau đó là bàn thắng dành cho các thủ Lucky, rút ngắn khoảng cách gần 3-4. Bây giờ thì đã có được pha lập công đáng chú ý. Một quả bóng thực sự có dành cho đội trưởng Minh Hiếu. Và Tuấn Kiều của thủ Martial số 80, người mới vào sân trong trận đấu này, là người ghi bàn. Quả bóng mà Hòa Bắc cũng đã có phần quan trọng trong tình huống đưa bóng sang cánh trái cho Hoàng Gia. Rồi sau đó là Nguyễn Basio và số 80 Tuấn Kiều. Bây giờ thì các cầu thủ của nhà sông Minh Hiếu họ chỉ còn lợi thế dẫn trước một bàn nữa mà thôi. Nguy hiểm, cú sửa bóng ra ngoài. Đó là MC Thanh Điền và chuyền bóng là Trần Sang. Có rất nhiều những pha bóng đáng chú ý mà đội bóng tạo ra trong thế trận rất cởi mở. Các thủ áo đỏ, đây là một pha bóng mà có đến 5 cầu thủ, 5 đấu 3 cho các thủ Lucky. 5 đấu 3, Nguyễn Basio, Nguyễn Basio, vẫn còn, Hoàng Gia, Hoàng Gia, ngã rồi. Trọng tài đã cắt còi và công nhận penalty dành cho các thủ Lucky. Sẽ là một tình huống trên chấm pen để có thể mở tỷ cân bằng tỷ số dành cho các thủ Lucky. Không thể tốt đơn và trong đội hình của ngày hôm nay có Nguyễn Basio, một cầu thủ có khả năng xuất điểm đá phạt cực kỳ tốt. Thử thách dành cho đội trưởng Minh Hiếu, đội trưởng bầu Minh Hiếu. Và đây là Nguyễn Basio, Nguyễn Basio, 4-0. Rất nhọc nhằn nhưng cuối cùng thì các cầu thủ của Lucky cũng đã chuyển trạng thái thế trận của mình. Họ đã để cho bàn tỷ số bị vượt lên một cách chóng vánh ở trong hiệp 1 và nhịp độ khá trùng. Nhưng trong khoảng hơn 10 phút vừa qua, ở trong hiệp đấu thứ hai, các thủ Lucky đang mang đến một thế trận thực sự hấp dẫn theo cái cách mà đội bóng giao hữu sân 11 đầu tuần. Và Ben cũng đã xuất hiện. Phần thưởng xứng đáng. Bàn thắng của Nguyễn Basio vừa rồi cũng là cú đúp tiếp theo ở trận đấu ngày hôm nay. Một pha dứt điểm nguy hiểm của các thủ bên phía sông Minh Hiếu, bên phía thành của Bình Máu. Nguyễn Basio đã ghi bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp 1 và vừa rồi là pha đấu thứ hai để san bằng thành tích với Hoàng Nano của đội Martial số 12. Dũng Mbappe, MC Thanh Điền, nguy hiểm, phát nhỏ, vẫn còn kìa. Hai pha bóng xoay sở không thành của số 14 phát nhỏ. Hoàng Nano, bóng đập vào sân và xoáy ra ngoài. Đó là giá trị của phát nhỏ khi anh vào sân. Hai sự nỗ lực dứt điểm dành cho cầu thủ Martial số 14 nhưng không thành. Sự sửa rất tốt của phát nhỏ. Đây là MC Thanh Điền lên bóng dành cho nhà sư Vương Sống Minh Hiếu. Phạt cho kê, vẫn còn phát nhỏ. Chân trái, 5-4 dành cho các thủ nhà Sống Minh Hiếu.
độ nhảy tốt dành cho cầu thủ Ma Chao số 14. Rõ ràng rồi, nhưng đây là mặt đường xứng đáng dành cho bạn nhỏ. Cầu thủ luôn có những pha quẩy rất tốt ở hành lang cánh phải trong hiệp 1 của các cầu thủ nhà số bao nhiêu. Bây giờ anh mới có bàn thắng cho riêng mình. Dù là xuất sắc, dù là có những pha đảo chân, dù là tốc độ tốt. Đó là một vai trò cầu thủ chưa bay, và khi kéo vào đá trung lộ thì độ nguy hiểm thực sự là đáng lo cho hệ thống phòng ngự của Lucky. Hòa bắt Nguyễn Baggio, trọng biên rất lý tưởng của Nguyễn Baggio. Nguyễn Baggio dứt điểm rất đen nốt, nhưng đó là một cú đá cao của Nguyễn Baggio. Một quyết định khó khăn của Nguyễn Baggio. Khổng lồ VV của ca thủ nhà 60 nhiễu. Nhồi! Tỷ số là 6-4 mất rồi. Một pha bóng có sức dướng tốt của Dũng Mbappe. Nâng tỷ số lên là 6-4. Nhưng pha nhồi bóng rất tự tin. Thứ trở nên khá nhanh với nhịp độ của tài của hai đội. Hòa Bắc, Hoàng Gia, Hoàng Gia, rồi cầu vào, qua người cực kỳ tốt. Nhưng ở tình huống vừa rồi, Hoàng Gia lại quyết định dứt điểm thẳng. Pha bóng mà Hoàng Gia ở một cự ly hẹp, và nếu như anh thực hiện được chuyền thì có lẽ cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn. Tất nhiên là giải pháp dứt điểm cũng không phải là một giải pháp quá tệ, nhưng vấn đề là cú đá của anh lại đưa bóng vượt xa. Nguyên Thế Giáo cùng với một cầu thủ khác là Nguyên Baggio, song Nguyên đã chờ sẵn một đường chuyền. Nguyên Baggio, rồi cơ vào. Đó là tình huống dứt điểm dành cho cầu thủ Baggio số 80. Cho Thu Thành Minh bóng, và chúng ta cùng theo dõi lại cơ hội của Tuấn Kiều. Cú dứt điểm mà khiến cho Thu Thành đội trưởng Minh Hiếu phải khá mất vào. Hòa Bắc, quả trường bóng bắt bay của Vũ Lý Thượng Nguyên Baggio. Hòa Bắc, cơ hội dẫn điểm một. Pha bóng tấu hai cực mạnh. Theo ứng huống của cầu thủ Ma Chao số 80 Tuấn Kiều. Lucky thì giờ thành Unlucky mất rồi. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của nhà 60 nhiều, và các thủ Lucky vẫn chưa thể lấy lại trận thắng cho các thủ Lucky trước nhà 60 nhiều sau 3 tuần gặp lại. Và chúng ta sẽ xem là ở trận đấu tiếp theo, trận đấu đầu của hai đội bóng này, liệu Lucky có thể chiến thắng hay không. Ngày hôm nay chiến thắng chung cuộc là 6-4, vẫn khoảng cách 2 bàn cho các thủ nhà 60 nhiều. Cảm ơn các đội bóng mà đến trận đấu này. Cảm ơn quý vị khán giả của đang theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các trận đấu tại fanpage của Truyền thông Ruby, Live bóng đá, Telegram TV và kênh YouTube Ruby Media. Xin chào và gặp lại.